Ladies and gentlemen, welcome to Noi Bai International Airport Hanoi. The local time now is 2:35 p.m. and the outside temperature is around 30 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened and do not open the overhead lockers until the aircraft has completely stopped and the fastened seatbelt sign has been turned off. Do take care when opening the overhead lockers. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your belongings with you. Smoking is strictly prohibited. For more information about our schedule, booking and purchasing tickets, latest promotions, please visit our website at vietjetair.com or contact 1900-1886. Once again, we would like to thank you for traveling with us today and we look forward to seeing you again soon. Thank you. Thưa quý khách, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Giờ địa phương bây giờ là 14:35. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn và không mở hộp hành lý cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý phía trên và tránh quên gì trước khi rời khỏi máy bay. Điện thoại và các thiết bị điện tử cầm tay được phép sử dụng trong lúc này. Quý khách tuyệt đối không được hút thuốc. Để cập nhật thông tin về lịch bay, đặt giữ chỗ và các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjetair.com